mừng quý khán giả đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Ố la la, hàng loạt fan quốc tế tuyên bố hủy follow Miss Ren. 2 triệu theo dõi đó không chỉ của Việt Nam. Fan sắc đẹp quốc tế cho biết họ cũng không đồng tình khi ban tổ chức Miss Ren International loại rất nhiều thí sinh tiềm năng. Trong những ngày qua, cuộc thi Miss Ren International 2022 là chủ đề được nhiều người bàn tán sôi nổi. Sau đêm chung kết, hàng loạt khán giả cùng nhau ấn bỏ theo dõi trang chủ của Miss Ren do không đồng tình với kết quả chung cuộc. Chỉ trong một đêm, trang chủ Miss Ren đã bay màu hơn 1 triệu lượt theo dõi. Tính đến thời điểm này, tài khoản Miss Ren đã giảm hơn 2 triệu lượt follow. Trước tình cảnh này, ông Nawaz đã livestream và cho rằng tất cả những tài khoản đã unfollow đều là người Việt Nam. Do quá tức giận mà Nawaz nhiều lần lên tiếng chê bai đại diện của Việt Nam là Hoa hậu Đoàn Thiên Ân. Tuy nhiên, fan sắc đẹp quốc tế đã phản bác lại Nawaz và nói rằng họ cũng đã bỏ theo dõi cuộc thi này. Khán giả tại Philippines cũng bày tỏ sự phẫn nộ khi đại diện của họ không lọt vào top 20. Đợi Philippines đi, đâu phải 2 triệu đâu. Miss Ren International vừa đăng một câu chuyện. Họ nói rằng tất cả tài khoản bỏ theo dõi đều là người Việt. Ôi chúa ơi, rõ ràng là bao gồm cả Philippines nữa. Thật không công bằng khi chúng ta đoàn kết. Họ đã sai. Miss Ren Philippines được kỳ vọng sẽ in top cao nhưng lại chịu chung số phận giống Thiên Ân. Rất nhiều người tỏ ra phẫn nộ trước sự lựa chọn không công bằng của ban tổ chức Miss Ren. Những bình luận này là bằng chứng cho thấy không chỉ riêng fan sắc đẹp Việt Nam mà nhiều nước trên thế giới đã cảm thấy bức xúc sau đêm kết quả. Chỉnh sửa, Philippines, người Philippines chúng tôi đã bỏ theo dõi cuộc thi rẻ tiền của bạn. Tôi đến từ Ấn Độ và tôi cũng đã bỏ theo dõi Miss Ren International. Tôi nghi ngờ chính về quá trình lựa chọn của họ. Tôi bỏ theo dõi từ Puerto Rico. Tuy nhiên, ông Nawaz chỉ buộc tội netizen Việt Nam. Trong livestream, ông cho biết Việt Nam không còn trong trái tim tôi và buông những lời miệt thị khó nghe về Thiên Ân. Hiện tại, đa số khán giả cho biết họ đã quay lưng và không muốn ủng hộ cuộc thi này nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.